Ok, lần này đối thủ Zimbabwe. Zimbabwe. Pem. Rồi, mình sẽ chơi kiểu cuộc tấn công thiểu số, Minority Attack. Pem luôn. Ai giờ chạy. Tưởng là lao đầu vào ăn chứ. Rồi, bây giờ sẽ là cuộc tấn công thiểu số. Chúng ta thấy là với cuộc tấn công này thì đen sẽ xuất hiện tốt yếu ở vị trí C6. Lên hậu. Lên hậu. Ơi giời. Thế chứ. Xe. Bèm nút đi. Tôi đang lên. Rồi. Đánh đấm toang hết cả cờ rồi. Ăn đấy. Thiệt ba tốt rồi. Khiếp. Cuộc tấn công thiểu số chưa làm được gắn gì đã mất ba tốt rồi. Đây. Ấn tượng thêm đi. Lại về đuổi xe. À. Sao vậy? Cà rút. Cà rút sau đó mình sẽ cà rút mã. Cờ đánh thủ ấy. Tôi mã lên. Thủ toàn tập. Về đấy. Vào buổi xe cái đã. Đuổi tiếp này. Chạy đâu? Lại về đấy. Đấy.
chạy lòng vòng này. Lao mã lên rồi đấy. Bắt đầu phải xuất mã lên rồi đấy. Giờ mình sẽ đánh thế nào? Đổi hậu với con làn đánh thế nào nữa? Đổi không? Đen không có sự lựa chọn nào, nếu chạy hậu sẽ bị chiếu hết. Có đen, anh buộc phải ăn. Lợi thế của đen nó là đôi tốt thông này, cũng khá mạnh. Chạy hậu thật, không thể tin nổi. Ok, chiến thắng. Rồi, mình sẽ chơi ván 3 phút cho đủ chỉ tiêu. Đối thủ là Philippines. Em chiếu nhập cái đã. Lên tượng thế nào? Ra xe. Đẩy lên. Giật tượng cái. Đẩy tốt lên. Mã giữ. Vào cả hậu. Đẹp luôn, tượng mình ghim ấy là không nhìn thấy không, chịu thua luôn, không chịu thua. Chịu thua rồi. Ok.